trong cái buổi họp báo ra mắt thì ông Cruyff thì cũng có nói rằng là cái mục tiêu của chúng ta là 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 mục tiêu hay là ước mơ nhỉ? Mục tiêu đấy, mục tiêu, mục tiêu là tham dự là mục tiêu đấy. là World Cup 2026 thì tôi đang bị băn khoăn giữa cái là tham dự Uôn cấp 2026 đây là vòng loại thứ ba hay là tham gia cái vòng chung kết ở Mỹ, Canada và Mexico. Trong cái bài phát biểu thì ông có nói rằng là việc nâng số đội lên thành 48 đội thì, thì nó nhiều Châu Á hơn, sẽ có nhiều cơ hội hơn và ông nói rằng đây là mục tiêu của chúng ta trên thực tế thì ông là một người viết cái bản thiết kế cho cái cho cái world cup này mà nhưng mà nói là một chuyện làm lại làm chuyện khác không đơn giản chút nào thì tất nhiên tất nhiên tất nhiên là sẽ là rất là khó tuy nhiên thì bất cứ một cái huấn luyện viên chuyên nghiệp nào người ta phải có một cái mục tiêu của bản thân mình cũng như là cái đội bóng mà mình nắm à, anh huy đánh giá thế nào về mục tiêu này của chu Xe? tôi nghĩ rằng là nếu như world cup lần tới nâng số đội lên 48 ấy thì mình có thể đặt ra mục tiêu là hướng đến cái việc vào chung kết. Tất nhiên để mà làm được câu chuyện này thì đầu tiên phải vào được đến vòng loại cuối cùng đã. À, trước mắt Russia là một cái hành trình 4 năm và chưa qua kiếp đồng lâu như vậy để mà cùng nhau hướng đến một cái đích như vậy à, và tôi nghĩ rằng là cái lộ trình của ông ấy xem ra cũng rất là thuận lợi. Ông bắt đầu bằng các đội trẻ, sau đó từ các đội trẻ thì thanh lọc thêm cầu thủ và bổ sung vào đội tuyển những cái vị trí cần thiết để mà qua quá trình thầy trò làm việc với nhau thì chúng ta có 3 năm để mà phấn đấu đến cái mục tiêu này. Uh, tuy nhiên tôi cho rằng là tức là trong cuộc sống thì mình luôn luôn đặt ra những mục tiêu nhưng mà nếu không được như thế uh, và, và, và thì mình cũng nên tổng kết lại là mình đã làm được cái gì uh, chúng ta hiểu là sự ô cấp là một cái sân chơi nó rất là trông gai để mà đến được đó thì rất nhiều nền bóng đá là đã từng đầu tư nhiều hơn việt nam nhưng mà cũng không dễ gì đến được uh, đến được thì tốt thế còn trước mắt hành hai sáu chưa làm được thì chúng ta nếu như tổng kết lại đấy là một hành trình chúng ta vẫn đang trong chiều hướng đi lên và tiếp quản tốt cái chỉ đại của bang sơ thì như vậy cũng là được tóm lại tôi thì tôi có niềm tin rằng Truchet sẽ là người tiếp bước bang Sơ một cách rất là xứng đáng là người hợp lý nhất có thể lựa chọn lúc này để mà tiếp bước thế còn cái u cấp nó cũng là cả cơ duyên đấy chứ cũng không phải là là cứ muốn và là cứ đầu tư nhiều là được đương nhiên rồi bởi vì tôi thì tôi nghĩ rằng là mục tiêu khiêm tốn hơn mà tôi nghĩ đến ý, là làm sao vào được cái vòng loại thứ ba một lần nữa đúng tôi nghĩ là cái mục tiêu ấy nó nó thực tế hơn và và nó cũng 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 phải cố đấy anh Tùng ạ thực ra nó là khó chứ bởi vì là chúng ta biết rằng là để lọt vào vòng loại thứ ba ấy thì uh, chúng ta phải có một cái sự chắc chắn hơn khá nhiều so với các đội bóng ở khu vực đã bởi vì lần 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 gần đây nhất ấy là chúng ta đã cùng bảng với bốn đội bóng khu vực khu vực indonesia và thái lan đấy thì thực ra là thái lan là chúng ta có thắng ở đâu đúng không tất nhiên chúng ta có những cái trận đấu khác ví dụ như trận thắng uae chẳng hạn là một cái sự xuất thân đấy thì cộng dồn tất cả yếu tố lại thì chúng ta có được cái điều mình cần nhưng như thế có nghĩa là chúng ta chưa hơn hẳn những cái đội khu vực và cái, cái cái khả năng để mà gặp những cái đội tương đương như đội khu vực ấy là nó rất cao. Chưa kể đến cái việc là một cái đội nào đó ở phía Tây khu Tây Á sẽ á. rơi vào cái bảng ở khu vòng loại thứ hai đấy và chúng ta sẽ rất khó để đứng trên họ. Đấy, cái khả năng đấy là, là là rất dễ xảy ra. Nhưng uh, tôi nghĩ rằng là thế này này, cái mục tiêu hay cái cách nói của ông Trujillo thì có thể được hiểu theo nhiều cái cách góc độ khác nhau chúng ta cũng là người quan sát bóng đá Việt Nam nhiều chúng ta cũng có những cái nhìn nhận của mình mức độ có thể là lọt vòng vòng loại thứ ba một lần nữa nhưng tôi nhìn cái 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 cách đặt vấn đề của ông Tu Dê tôi nghĩ rằng là ông ấy không có nhiều thời gian để đợi đến 8 năm nữa để đưa đội tuyển Việt Nam đến World Cup đâu ông ấy 67 68 tuổi rồi ông ấy cần phải có một cái một cái mục tiêu nó gần hơn và mục tiêu đấy nó nó cũng rất là cụ thể mà nó có quãng thời gian để thực hiện còn đương nhiên ai cũng hiểu được rằng là đến với World Cup nó khó lắm chứ Có thêm suất là thêm cơ hội nhưng nó rất khó Nhưng không nghĩa có nghĩa là khó thì thì bảo rằng là 8 năm nữa Đấy ở góc độ huấn luyện viên nhé Còn chúng ta quan sát hoặc là với Liên đoàn nói Việt Nam đúng không Những người gọi là xây dựng kế hoạch, xây dựng mục tiêu ấy Thì chúng ta có thể nhìn nhận theo nhiều cái 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 cái, cái, góc khác nhau và cái sự lớp lan à, Nếu như chúng ta chưa thành công với năm 2026 nhưng cái nền tảng đấy Cái cách làm đấy ấy, thì chúng ta có thể chuẩn bị cho các năm tiếp theo nhưng với một huấn luyện viên mục tiêu cụ thể của họ, tên tuổi của họ, cái công sức của họ, tôi nghĩ rằng là ông ấy đặt ra mục tiêu đến năm 2026 nó không phải là không có cơ sở. Rồi, uh, hy vọng là ông Chu Xe sẽ có những cái kết quả khả quan đầu tiên vì tôi nghĩ rằng là đó cũng sẽ là cái đội mà ông nghĩ ông ấy sẽ xây dựng để làm nòng cốt cho cái 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 vòng loại World Cup 2026 đấy chính là cái lứa này chứ lứa nào nữa đúng không? đúng thế cộng với cả một số những cựu binh mà đã có có kinh nghiệm À, tuy nhiên thì cũng một điều chúng ta cũng phải thấy rằng là ở bóng đá Việt Nam ấy um, với tốc độ bóng đá phát triển nhanh như hiện nay ấy, thì các cầu thủ đánh rơi cái phong độ của mình cũng rất nhanh nghĩa là các anh ấy đang lên đỉnh cao nhưng mà duy trì được cái đỉnh cao đấy trong một khoảng thời gian uh, tương đối là rất khó đúng, à, ấy, thường xác. là là là, là đúng ngày đấy. trước ấy, có một cái giai đoạn ví dụ anh 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 phát triển lên anh lên khoảng 25 năm hay bảy anh anh hai năm anh tốt đúng không anh duy trì đến 27, 28, 29 thậm chí 30 nếu có người tốt Việt Nam là 30 đã là 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 là, là, là giả lắm rồi. À. Thế nhưng bây giờ thì cái khoảng thời gian 5 năm duy trì thì gọi là ở đỉnh cao đấy cũng bây giờ nó ngắn lại. Vì bây giờ bóng đá phát triển mạnh hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều. Cái lớp dưới đi lên nhiều và hơn nữa là để duy trì được cái đó là cái độ cường độ thi đấu, cường độ tập trung rồi tất cả mọi thứ nó đều đòi hỏi cao hơn nên là cái sự đáp ứng được cái cái những cái cái tiêu chí ấy là nó không dễ đối với các cầu thủ Việt Nam. Đúng. À, thì do vậy là cái khoảng thời gian 4 năm ấy, được chúng ta trông đợi rất nhiều vào các cái các lứa u này. chứ rồi chứ nói câu chuyện hai ba năm nữa. Nhé. Bây giờ chúng ta thấy gì? À, những cái cầu thủ mà gọi là trụ cột chúng ta như Quế Ngọc Hải đúng không? Như là gì nữa Những cái cầu thủ đồ đồ Hùng trung vệ, văn Lâm, Duy mạnh chỉ một vài năm thôi. Một một năm, hai năm khi là chúng ta thấy đó là một cầu thủ khác rất nhiều so với bây giờ. Và trên thực tế thì nhiều khi cái lứa cầu thủ đấy nó, nó gọi là vàng hay là thế nào đấy thì nó còn nổi ở cái hệ thống thi đấu nữa. Ừ. Năm năm qua là năm năm mà với cái, cái 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 lứa từ U23 2018 thì chúng ta đã có một cái lứa như vậy nhưng mà chúng ta ngay nhìn ở cái giai đoạn mà F Cup 2022 vừa rồi đấy là cái giai đoạn mà bản thân họ cũng đã đi xuống rồi. Đương nhiên nó có ảnh hưởng gì về câu chuyện của ông Park ông chia tay hay không thì chúng ta sẽ còn nói nhiều về vấn đề này nhưng tôi nghĩ rằng là còn phụ thuộc vào hệ thống thi đấu nữa. Những người đấy có thể tỏa sáng trong hệ thống thi đấu của ông Park nhưng với ông Tuchel thì liệu có lên được không? bây giờ thì chúng ta đặt ra những câu hỏi ví dụ như là liệu ông park có thể nâng tầm được quang hải nữa không hoàng đức nữa không hùng dũng nữa không đây là một câu chuyện à, không hề dễ dàng một chút nào cả và ông ấy à, kết hợp với những cầu thủ trẻ như thế nào cho nên cái áp lực đối với ông đối với ông thút xê là một áp lực nó không hề đơn giản một chút nào người hâm mộ người ta đã quen nhìn thấy đội tuyển u hai mươi ba cũng như là đội tuyển quốc gia thành công trong 5 năm qua rồi và bây giờ người ta kỳ vọng rằng là a à, có thể tiếp nối được hay không có đi lên được nữa không và điều mà tôi nghĩ tất cả chúng ta cùng chờ đợi đấy là ông Jose có đem lại được cái gì nó mới mẻ hay không với thời của ông Park chẳng hạn chúng ta đã thấy là giai đoạn đầu là ông có chơi phòng ngự phản công sau đó về sau là có sự lưỡng lự giữa phòng ngự phản công và tấn công nhưng cái lối đó đá đó là nó nó còn giang dở và bây giờ với ông Jose thì nó thì nó, nó sẽ như như thế nào ừ. nó không đơn giản chút nào rồi có những câu hỏi nữa tôi muốn hỏi rất đơn giản thôi bởi vì chúng ta sẽ nói đến nó văn quyết rất, rất, rất rõ ràng luôn một cầu thủ rất tỏa sáng ở giải v league trong những năm qua luôn nhưng tại sao không có chỗ ở sơ đồ chiến thuật của ông park vậy thì ông trusse có giải quyết được bài toán đó không và nếu văn quyết đá ở trong đội hình đó thì tiến linh sẽ đá vị trí nào có thể đá lùi được hay không tức là sẽ có rất nhiều những bài toán nó vừa cụ thể nhưng nó lại vừa mang tính gọi là tổng thể vĩ được. mô tổng thể ừ. chiến thuật như thế nào ừ. con người như thế nào nhân sự như thế nào thì tôi nghĩ nó nó không hề đơn giản một chút nào cả dù ông ấy có một hợp đồng 4 năm như thế nhưng cái hợp đồng 4 năm đấy nó cũng hàm chứa nhiều điều Ví dụ chúng ta có thể nhìn ra luôn Đấy là một con đường về lâu dài chẳng hạn Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc là VFF hoàn toàn có thể kiên nhẫn Cho việc ông ấy có thể thất bại Nói thất bại thì hơi nặng nhưng không thành công Không đúng như ý trong năm đầu tiên thì sao Điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra Nếu đã đặt ra mục tiêu của vòng loại World Cup 2026 Thì nó sẽ rơi vào khoảng 2024 Năm sau rồi đấy Cuối năm, cuối đã rồi. Đá rồi. Và cuối năm đá rồi là hai 24 là cái vòng loại thứ ba đấy. Đúng 24 25 thì đấy là là vắt mà nguyên Thì không ý tôi nói là cái cái mục tiêu đấy là rơi vào là là, là từ nghĩ là điểm rơi nó sẽ vào như thế như thế và bài test sẽ là Asian Cup đầu năm sau